Vâng, xin chào các bác ở BTT Xe. Bán giới thiệu bác một mẫu xe địa hình mountain bike gian XTC 800. Mẫu gian địa hình dành cho bác ưa thích những dòng xe vành 27,5. Thì cái mẫu gian XTC này là cái mẫu model cao cấp của dòng XTC, dòng gian model XTC 800. Mà trong thời gian vừa qua về rất là nhiều trong cái mẫu địa hình. Đây là cái mẫu các đầu bằng đặc biệt bên em được rất nhiều các bác quan tâm, đánh giá rất là cao. Và bây giờ xin vào đánh giá tổng thể cho chiếc xe. Vâng, trên cùng mình bác, đây là cái mẫu gian địa hình XTC model XTC 800. Cái model XTC 800 này là khá là phổ biến về bên em. Cái mẫu dòng gian được sử dụng với khung nhôm Superlight Aluminum. Superlight là dòng nhôm siêu nhẹ, Superlight là siêu nhẹ mất nhá. Sử dụng với bộ khung chắc chắn. Xe trang bị với bộ dây âm sườn đi âm thanh trên trong khung. Khung nhôm. Dành cho bác ưa thích những dòng xe địa hình mountain bike vành 27,5. Mã QR code chính hãng ok của gian trên khung xe vẫn còn nguyên. Đây là những cái vết xước nhỏ trên khung xe. Vì những cái dòng xe địa hình là không thể tránh khỏi những dòng xước sát trên khung xe rồi. Xe quan quá trình sử dụng. Xe này đến từ thương hiệu gian. Đó là phổ biến là cho các bác thích những cái dòng xe địa hình. Thường dòng gian được sử dụng những cái dòng xe làm hai loại, một dòng xe nhôm thông thường và một loại là dòng nhôm Superlight, dòng nhôm Alu-X FL. FL đằng sau là Superlight, được sử dụng khá là rộng rãi trên những dòng xe nhôm cao cấp của dòng thương hiệu gian. Trong đó có mẫu dàn XTC 800 với tông màu chủ đạo là tông màu đen, điểm chỉ trắng trên khung xe. Ghi đông cổ phốt chính hãng của gian, nguyên bản theo xe. Tay lắm cao su chính hãng của gian. Xe sử dụng với tay bấm xả chính hãng của Shimano DLD. Cụm phanh trước sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano. Tay bấm xả Shimano DLD thì so với những mẫu địa hình touring cũng gần như là trùng cuối rồi. Đứng từ dưới đứng lên đến thứ 5 trên Antut, Acera, Thule. Bên phải em được sử dụng với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano DOD. Được sử dụng với khóa chỉnh ở góc chân tay, rất tiện lợi cho các bác đi những cung đường xấu, bóng bảo sóc trên tay luôn. Sử dụng với tay lắm cao su chính hãng của gian. Đằng sau sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano. Phanh dầu chính hãng của gian nguyên bản theo xe. Cái tem mã vạch chính hãng của xe gian vẫn còn nguyên trên càng xe. Sử dụng với dòng sóc 27,5. May ơ chính hãng của gian nguyên bản theo xe. Vành của gian 27,5. Kích thước vành sử dụng với lốp 27,5. Kích thước lốp to hơn những lỗi thông thường của địa hình. Lốp chính hãng của gian luôn đó nhé. Sử dụng cặp lốp nguyên bản theo xe. Lốp của gian 27,5. Lốp trước. Cọc yên nhôm chính hãng của gian. Yên nguyên bản theo xe. Yên chính hãng của gian luôn. Tất cả phụ tùng nguyên bản theo xe của XTC 800 đều chính hãng của gian các bác nhé. Bộ đĩa trục rỗng, gạt đĩa của Shimano DOD. Gạt đĩa Shimano DOD. Xe sử dụng với bộ group chính hãng của Shimano DOD. Củ đè Shimano DOD. Xe sử dụng với 10 tầng lip, 3 tầng đĩa. Tốc độ chuyển động của xe 30 tốc độ. Đằng sau sử dụng với vành nguyên bản theo xe. Vành chính hãng của gian luôn.
vành và lốp Mayer chính hãng của Gian. Nguyên bản theo xe. Đây là mẫu dòng xe địa hình rất là hot bên em, dòng Gian XTC 800. Mẫu XTC trang bị với vành và lốp 27,5. Bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 43. Chiều cao ngang khung là size 52, tức là size S, thể hiện rõ trên khung xe. Bây giờ các bác là từ 1m6 đến 1m7 của bạn đi vừa. Và bây giờ xin mời nhau chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị với củ đề G-Dub Shimano DOD 10 tầng lip, lên lip. Lip xích còn rất là mới. Phú lip. Bên phải em sử dụng với đùi đĩa thụt rỗng 3 tầng đĩa, gạt đĩa của DOD xuống đĩa, lên đĩa. Carbon xe. Bedan chính hãng của Gian. Tuy nó hơi cũ một chút thôi nhưng mà nó là nguyên bản chính hãng của Gian theo xe luôn các nhá. Vâng, vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Mountain Bike dòng địa hình XTC 800 được trang bị với vành cặp chính hãng của Gian. Tất cả phụ tùng chính hãng của Gian nguyên bản theo xe, trang bị với lốp 27,5. Và xe giá tốt bên em là 9,8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm liên hệ qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Và hẹn gặp lại trên ngày mai.